chỉ anh bỏ cái này vô cái quần mà kéo thì quấn lại vậy. anh lý tiểu long Anh lý tiểu long là thường thường là quýnh là tay chân anh để như vậy. Sao đấy, sao sao múa vài bộ coi là tay chân anh để như vậy. Khi nào mà đụng để đối thủ ở đằng xa chạy lại thì cũng để dò cẳng như vậy. Quýnh lý tiểu long như vậy. Cái mà đối phương anh quýnh là cái này là anh biết cái dùng cái từ gì không? Cái từ gì dùng như là từ võ cợp. Lý Tiểu Long anh quýnh vô cợt mà lại anh quýnh là vô cợt với vô mèo. Trời, vô mèo sao mèo? Vô mèo là ông kêu là bắt đầu là ảnh đụng vào hú đồ lại là vô cái vàng đó hủ lại là ông vào đó hủ. Kêu sao không kêu sao? Kêu vai chân vào cả cái gì ra cái đường lối anh quýnh là vỗ mèo. Vỗ mèo với vỗ cợp là hai cái bàn tay anh xè ra gì anh chi vậy để mà anh quào anh quấu. Là anh quào cho dữ, anh quýnh đồ anh quýnh rất là khéo, cái đồ quýnh rất ảnh cũng qua đời rồi. Anh qua đời bị ảnh cũng như quá đẹp tay rồi, người ta cũng người ta cũng gì cũng như người ta đẹp tay rồi, cũng như người này người nọ quýnh cái mớ của mình rồi, biết lâu ngày con người của mình hấm đi hấm hấm đặng ha, nó hấm rồi con người của mình nó sanh tật sanh bệnh ra mà để mà nó có cái sự mà chết chóc được. Là anh cũng như anh quýnh mà chơi với bạn bè mà anh viết chữ rất là tài giỏi, anh quýnh là rất là khéo, con người anh quýnh rất là đẹp. Nhưng mà có cái người kiều cái mớ lâu ngày nó hấm thì biết nó phải qua đời. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà của chị Thơm, là vợ của anh Tú á cô bác quý anh chị. Sáng ngày hôm nay á thì tất cả các anh thợ cũng đã dọn xong cái phần dỡ xong cái phần mái nhà, cũng như là tiến hành những cái công đoạn để mà làm lại cái ngôi nhà cho gia đình của vợ chồng anh Tú cũng như là chị Thơm. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cũng vô đây ha. Ngôi nhà này dỡ thì cũng khá là gọn và khá là nhanh. Dỡ hết những cái phần này, sau đó sẽ nâng cái phần mái này lên nè cô bác anh chị. Tại vì ngôi nhà này thì cũng khá là thấp. Cái phần gạch này thì mình sẽ giữ lại, và cái phần tường này thì mình sẽ nâng lên, nâng vách tường này lên để cho nó cao lên, và sẽ bê lại, đi điện lại. Những cái hệ thống đó mình sẽ làm lại hết cho nó sạch, cho nó sạch và cho nó đẹp. Ở ngoài trước này theo dự định ban đầu thì hai cửa sổ này sẽ làm theo khung đầu luôn, nhưng mà có thể là sau này sẽ dời ra ở cái chỗ đằng sau đó đó cô bác anh chị, để cho nó lấy ánh sáng ở ngay tại cửa phòng. Ngôi nhà này ở đằng trước thì được có 4 cái cửa sổ. Hai cái cửa sổ bên đây thì bị che lấp bởi cái vách của nhà tường bên đây, nên là ở sau này thì khi mà mình thi công thì mình có thể mình sẽ xây luôn cái phần này, bít hai cửa sổ này, chỉ còn hai cửa sổ bên đây thôi. Giờ mời cô bác anh chị cùng vô đây ha. Đây là cái phần gạch mà Bùi Hồ nói giữ lại á, đây là phần gạch còn rất là mới, và rất là nếu như nâng lên thì rất là tốn kém, mà nó không có thấp chứ mặt đường là mấy, và đặc biệt là mưa thì nó không bao giờ nó có thể tràn vô được cái ngôi nhà như thế này. Vô là một cái ngôi nhà này là ngôi nhà nó xây hơn cũng khá là lâu, nó là nở những ý vết nứt ở trên kia kìa, nó còn nó xé tường nè cô bác anh chị thấy không. Đây nè, đây là cái không gian phòng ngủ của vợ chồng của anh Tú. Ở ngoài trước này còn có một cái giường nữa, sáng nay cũng đem ra rồi. Đây là cái phần nhà sau. Nhà sau này được trước đây thì hoàn toàn bằng gỗ, và cô bác anh chị thấy sau khi dỡ ra xong này nè, chỉ còn là một cái giống như là một cái đống củi, nó rất là tạm bợ, và những cái hàng nóng này đó phải gia cố lại thì mới đổ mới lót xi bo và đổ xi măng để mà dán gạch lên được, giống như nhà cũ nhất đó cô bác anh chị. Còn nhà tắm ở dưới kia, nhà vệ sinh ở dưới kia thì mình sẽ nâng lên bằng với lại cái phần sàn nước như thế này, để cho khi mà việc bước lên bước xuống á, những bà cụ già hoặc là em bé này nó không bị trượt chân, hoặc là những người bị khớp nhức mỏi á, thì nó cũng có độ an toàn. Ở bên đây thì chừng nữa mình dừng toan lên ha cô bác anh chị, dừng toan lên giống nhà Út nhất ở đằng sau á. Có chỉ có điều là ở chỗ này thì Bùi Hồ nhận thấy đó, nó rất là nó xé tường không biết nữa. Anh Hợp ơi, ở chỗ tường đây nó xé nó có nguy hiểm đúng không anh?
Đổ đa là sửa lại ha. Dạ, cái này là xé là nguyên nhân là do địa chất hay là do xi măng non? Không, xi măng cũng già mà cái phòng đó không có đủ đài kiện chỉnh. À, không có đủ đài kiện chắc lắm đó. Dạ, không. Sau này mình đổ dập dòng hết rồi, cứng. Cứng lại ha. Mình dập đó là hết. Dạ. Tại vì đó không đủ đài kiện. Đúng rồi, nên nó bị xé tường. Bên đây nó cũng nứt nữa nè. Không có đổ. Tại nhà mới cho tiền ít xỉu rồi. Đúng rồi. Mà em thấy cái ngôi nhà này xây cũng thấp hơn so với ngôi nhà bình thường đúng không? Đúng rồi, tại vì đó làm 1,7 nhiều lắm, làm cần 7 tấc tới 10 cái. Anh làm vậy hả? Ờ, mà hôm đó cái nhà này cái móng là móng hơi cao không? À. Là có cột này cột bê tông đổ nè, đỡ nè, còn đó là xây không? À. Cột xây gạch thôi. Ờ, bây giờ có 1-2 cây cột bê tông này nó cũng đỡ. Em mới cột bê tông. Dạ. Số đà lên là kiên cố. À. Xây gạch lên đụng đó luôn cho mình đi đài gạch đụng luôn, đi đài hết. Dạ. Đây. Chứ nữa là che ấy cái này lại. Xây lên lại, xây clip lại luôn. Rồi làm bê là đẹp luôn, liền là khách dân đâu có lỗ hàng gì được. Dạ. Có một số ý kiến là cho rằng là đem cái cửa sổ này đang ra đằng sau đó. Sao đó? Ở ngoài sau đó đục được không? Sau đó mà cái phòng ngủ đấy kỳ. Cái phòng ngủ ngay chắc cái phòng ngủ kỳ. Dạ hả? Có làm thì nó gỡ ra đem ra sau đó gắn cái bên chỗ nhà Tôn đó. Đúng rồi, đúng rồi, ngay chỗ nhà Tôn. Sáng luôn, sáng luôn. Ừ. Thôi thì mình cứ để hai cái cửa sổ này giống vậy luôn. Đúng rồi. Đem qua cái giống Tôn. Dạ, đem theo một cái cửa sổ Tôn là được rồi. Dạ. Còn có này giống ngay cái phòng đối diện cái kỳ. Đúng rồi, đúng rồi. À, nên là chỗ sau này là phòng ngủ nè, để cái cửa sổ này. Và nếu như gắn là gắn cái cửa sổ Tôn ở đằng sau có bác anh chị. À, ngày hôm nay cũng là ngày mùng 9 ngày âm lịch đó là ngày mùng 9 thì cũng khá là đẹp. Thôi bây giờ qua gặp anh Tú, vợ chồng anh Tú tí xíu ha cô bác anh chị. Anh Tuấn. À, đem về bển cho bà 2 ký. Tên nghe hay không? Dạ hay. Sao không hả? Tên cái tên rất là đẹp. Tên rất là đẹp. Đẹp sao? Đẹp cũng như cái tên của mình, cái tên của anh Tuấn đẹp. Nghe tên anh Tuấn là thấy nó dễ thương ha. Dạ. À. Tên này này nhắm là sau này là giàu có không? Cái tên của anh hả? Dạ, có giống mấy cái người mà đi lại mà xây dựng nhà đồ đó là anh thường hay cắt đi lại tới mấy cái nhà mà cắt nhà khoảng mừng mấy tầng lầu dữ vậy là anh đứng ra để mà dùng mấy số tiền của mấy người nước ngoài. Mà sao anh đặt cái tên này bây giờ ra đường người ta kêu em người ta cười quá trời luôn, tại vì mình đẹp trai. Anh có gọi kiến chưa? Chưa. Nam mua kiến rồi coi. Coi rồi thấy gì? Thấy đẹp trai. Đẹp sao nói nghe, đẹp trai là phải sao? À, phải mua kiến đồ nó mang vô. Kiến gì? Xôi mang. À. Mua chi hả? Mang cho mình đẹp ra thêm. Dạ. Yeah. Yeah. Em là mang kiến là đẹp ra thêm. Yeah. Còn anh? Thì cũng mua kiến đồ mình đeo vô. Hết mang kiến không? Dạ hết. Mua kiến đồ mình đeo vô nó mới hai cái con mắt mình nó không có mờ. À. Không? À. Mua kiến á. Dạ, yeah, còn không mua. Không mua là mắt mình lớn tuổi nó mờ. Dạ. Yeah. Dạ. Mà anh Tú ơi. Dạ. Mua xôi á, mang vô. Mua xôi mang vô ha. Ờ, cho nó đựng mờ mắt. Đưa thuốc hút. Rồi sao bây giờ nói tên em lại coi. Tên gì, em tên gì? Uống cà phê nói chuyện qua lại với nhau rồi nó mới nhớ ra được. anh Tú thấy anh Tám có chiếc xe thấy đẹp quá anh Tú rồi à. Mình mượn xe anh đi mua ốc rồi em hả? Có à, có thể có à. Sao à? Đi xe của mình được rồi, đi đây vô đó đi xe mình. Ừ, coi đi xe ảnh này sao? Rồi để cho ảnh giờ dựng nhà đây, xe đó đi đâu được. Sao hả? Xe đó để đi ăn đám cứ. Vậy hả? Xe mà cũng có phân biệt, xe đi đám cưới, xe đi mò ốc nữa hả? Ờ, xe đó để cho anh chạy đi ăn đám cưới. Dạ. Yeah. Vì sao? Tại vì xe đó mới mua giày đẹp đi vô đồng để cho anh đi ăn đám cưới. Vô đồng hết đẹp hả? Vô đồng cái làm như nó có cái hơi gió làm như hơi khác mà. cái gì cũng vậy luôn. Hãy chạy vô đồng, hãy chạy vô cái hơi vô đồng đó, thấy khác màu rồi. Khác màu. Ố màu. Ố màu là liền hả? Con người gì sống, con người xe cũng vậy mà người cũng vậy. Hãy chạy vô đồng đó là nghe khác màu. Vậy chứ đi ăn đám cưới là nó sao? Ăn
như cái loại xe á là người ta để dựng ở trong nhà coi cho nó đẹp. Chứ mình chạy đi ăn đám cưới đâu cũng được. Còn nếu mà mình chạy đi vô đồng nó khác màu. Lạc màu. Lạc màu liền. Bà anh thích cái xe màu đó không? Thích. Thấy anh Tám mình có xe vậy mình ham không? Ham hết. Ham ha. Dạ, xe quá đẹp. Quá đẹp. Mình mò ốc là mình mua được xe đó không ta? Đi mò ốc để mà cho em ước ao để mà có tiền để bỏ ốc để mà để dành tiền đi qua bên nhà hàng mua chiếc để chạy đi ăn đám cưới cho anh. À, chở vợ không? Dạ chở. Chở ha. Vợ đâu rồi? Không biết đi đâu nữa. Dạ, thấy vợ ngồi kế bên thấy khó chịu không? Chở sao biến nhầm. Vui. Vui hả? Sao bữa hổm anh nói là cản đảng hoài? Thì cũng như mình đi uống cà phê, vợ cũng nhiều lúc xuống rồi nó làm này nọ, bốn anh em mình nói chuyện không có được vui, đúng không? Thấy nhà ta dở ra vậy rồi mình ở đâu? Ở bên nhà của bác hai nè, thôi. À. Làm nhà ông chứ. Ờ. Sáng nay ăn sáng gì chưa? Để ăn rồi. Ăn gì? Ăn con cháo. Cháo à? Dạ. Tiền có tiền đâu em? Dạ có. Ở đâu có? À, em đi mở qua bỏ ống dành. Về hả? Dạ. Cuộc sống mình thấy nhẹ nhàng quá anh Tú. Ừ. Đâu có lo lắng gì đâu mình, đúng không? Có dạ. Buồn phiền thì đi qua bến nhà của bác hai uống cà phê. Đẹp. Mấy mùa. Chùa trồng cây nữa rồi mấy đẹp. Trồng cây nữa là chiếm mặt khác bỏ luôn. Trồng găng lên ha, rồi sơn tay. Đúng rồi. Nghe mình chạy vô đồng mà thấy ố màu. Ố màu. Ừ. Con người của mình cũng vậy, ghe cũng vậy. Ghe để chạy đi. Chạy đi ăn nhà hàng hoặc là đi ăn đám cưới thì được. Chạy vô đó nó khác màu rồi. Khác màu. Rồi con người thấy xuống màu. Xuống màu. Xuống màu là sao? Xuống màu là cũng như nó cái hơi gió nó bay vô chiếc xe đó. Ừ. Nó làm thấy xuống màu rồi. Anh nói gió trong động mát mà. Thì nó mát mà nhưng mà giữa chỗ chiếc xe để ăn đi ăn nhà hàng thì được chứ mình chạy cái đó thấy khác màu rồi. Mà sao bữa hổm anh nói với bà kia là đi ve đi mò ốc là phải đi xe du lịch. Thì đi xe là thì bởi vì mình đi xe du lịch á. Xe hơi á. Ừ, xe hơi thì được chứ mình chạy xe anh Tám vô đó thấy khác màu rồi. Xe anh Tám mà đụng vô đó thấy khác màu rồi. Đi vậy đi xe hơi vô đó. Ừ. Chứ đừng đi xe anh Tám ha. Thấy cũng tội nghiệp ảnh. Đi quay vô đó, đi quay vô đó khác màu liền. Khác màu là thấy cảm thấy nó khó chịu liền. Đúng không? Thấy lạ màu đó liền. À. Với bên nào? Thấy mấy ông này ông qua quay phim mình hoài mình thấy mình mắc cỡ không anh Tú? Ảnh hả? Ờ. Giống như ảnh quay phim là cũng như là cái lòng ảnh rất là ham muốn. Ông nào? Ông này ham muốn luôn hả? Ảnh rất là ham muốn cái sự mà được gần gũi với tụi em vậy đó. Ừ. Để mà quay phim ảnh để mà cho nó vui. Ờ. Mà anh ham muốn không? Ổng hả? Ảnh rất là ham muốn. Còn anh? Ờ, rất là ham muốn quay phim lên. Quay phim ai? Anh. Mà em quay phim ai? Quay phim tụi em nè. À. Mà anh thích không? Anh thích quay phim không? Dạ, thích. Ừ. Rất là thú. Vì sao? À, được ảnh lợi tới quay phim ảnh. Ừ. Cảm ơn anh. Dạ mừng. Thích thú. Anh có nói gì vậy? Nói gì cho em vui coi. Dạ, cảm ơn anh. Tên gì? Tên gì? Cảm ơn anh Sâm. Bữa nay đổi tên nữa rồi. Đổi tên này. Giờ không nhớ em nhắc cho nhớ nha. Dạ. Hồi sáng là anh có phụ thợ dỡ nhà không? Dạ. Sáng có phụ thợ dỡ nhà không? Dạ có. Dỡ vậy phụ gì? Phụ hái tôn rồi đem đi xuống sàn dựng với người ta. Phụ tiếp ha. Dạ. Thiết được. Ờ. Thấy nhà mình dỡ ra là vậy là thấy buồn không? Dạ. Buồn không? Dạ vui. Ờ, mình lại xây dựng nhà mình phải nói vui chứ sao buồn được. Vậy mình sắp sửa được cái nhà mới. Sao biết? Dạ biết, bị có anh là bị có anh út là biết liền. Đúng rồi.
Bị có anh Út Tuấn là dòm là biết liền. Sao cái tên này dễ nhớ vậy ta? Cái tên anh Út Tuấn dễ nhớ. Dễ nhớ hả? Dạ. Sao dễ? Nhìn là biết liền, chứ cần gì phải nói chuyện. Nhìn tướng anh là biết rồi. Nhìn tướng anh là biết rồi. Biết gì? Biết văn nước ngoài gửi tiền đô vô. Nghe tên Tuấn nghe đã không? Đã. Rất là đẹp trai. Rất là đẹp trai. Nói dai. Nói dùng là tiền ở nước ngoài không? Dạ. Hả? Dạ. Mà sao em thấy anh là em cảm thấy vui vẻ anh Tú? Em thấy anh là cảm thấy vui vẻ à? Tại vì kích thước mình hợp với nhau rồi. Vậy? Kích thước mình đã hợp với nhau rồi. Hợp từ kiếp trước luôn rồi. Sao anh biết nữa? Sao biết nữa? Tại vì ông trời đó định số cho mình tới đây. Định số luôn? Định số sao em không hiểu đâu. Định số là cũng như là tới đây là để mà gặp được được mà cái người yêu mình đã chọn rồi. Thôi đi qua bên nhà đi đúng rồi. Đi qua nhà coi giám sát rồi. Thấy nhà im chưa? Im mà ha. Nãy nói gì mà kiếp trước gì mình đã hợp nhau sao em không hiểu ta? Cũng như kiếp trước là kiếp này tôi gặp anh á là cũng như là hợp ý với nhau để mà anh ba tiền đô ở nước ngoài anh gửi vô anh giúp đỡ cho gia đình của má em vậy đó. Nó hợp ý với nhau đó. Hợp ý là cũng như là hợp là cái hợp mà đi lại hợp ý là cũng như tiệm vàng á. Vàng 18. Hợp ý với nhau. Ai là có tiền đô hay là có vàng là hợp ý hả? Dạ. Còn ai không có tiền? Là hợp ý là cũng như là cái tình thương lòng mình thương mến với nhau nó đã hợp. Nó đã hợp dữ chưa? Dạ hợp dữ. Dạ. Dạ. Là gặp nhau là không có cự lộn đó hả? Là hợp là cũng như là mình dạng như là đẹp trai vậy. Dạ. Là anh cũng đẹp trai luôn? Anh đẹp trai á. Anh Út Tuấn đẹp trai. Còn anh? Tôi thì mỗi con người nó khác nhau. Khác sao? Khác là giữa chỗ nút đẹp trai. Ngồi xuống đó đi, ngồi xuống đó đi, cho mát. Anh Út Tuấn rất là đẹp trai. Để qua đây giúp đỡ cho má em. Anh nhìn anh Tú đẹp trai ra người mẫu trời. Anh biết người mẫu không? Dạ biết, người mẫu nó đi cái tựa nó đi gan như là cái bậc đường của mình chứ. Là sao? Nó đi hoài vậy đó. Người mẫu y gan như cái bậc đường đi của mình vậy đó. Là đi sao đâu, đi cho em coi coi. Là nó đi hẳn băng, nó đi tới rồi giò nó cẳng nó rất là cao. Y gan như là cái te. Cao như cái tre luôn. Nó rất là cao. Đó là người mẫu ha. Người mẫu nó cao ráo gan như cây tre mà nó đi rất là đẹp. Hình ảnh nó đi rất cái là... tướng đi nó làm sao anh biết không? Anh đi thử một khúc cho em coi được không? Nó đi rất là hai cái giỏ đi rất là đẹp. Đâu anh đi thử coi, anh đi thử coi em coi đi sao đâu. Người mẫu đi sao coi. Ôi sửa tướng là đúng rồi. Bỏ áo vô quần luôn. Bỏ áo vô quần luôn. Đi giống người mẫu đâu. Từ từ nha, từ từ. Rồi. Từ đi coi. Đâu ngoài đó đi vô coi, ngoài đó đi vô thử coi. Đó đi vô coi. Đi theo tướng người mẫu nha. Đi. Người mẫu là giống như là cái đường đi nó thẳng tới gì nữa phải không? Vô trong. Giống người mẫu luôn trời. Sao ai chỉ người mẫu là để áo vô quần vậy? Tại vì cái kiểu như mình không biết mà mình nhìn cái nét nó đi mình biết. Biết hả? Dạ biết. Mà người mẫu đó là họ đẹp hay là họ xấu ta? Cái người mẫu đó là cũng như nó cũng y gan như anh em của mình vậy thôi. Mà nhưng mà có cái cũng như thầy hợ người ta đã người ta lựa chọn, hiểu không? Người ta lựa chọn ra để mà
con của người này con người nọ để mà người ta lựa chọn cho lấy cái tầm nó cái bậc nó cao để mà người ta lựa ra để cho người ta quay vô, để mà người ta quay vô cái ta hâu vô trong từng hình đó để mà người ta đi cho nó cái nét cho nó đẹp. Người ta kêu là người mẫu đó. Là người mẫu là với lại hoa hậu là nó khác nhau hay giống nhau? Cái người mẫu hay hoa hậu là cũng như người ta lấy cái tầm cao là cũng như con người này con người nọ, cũng như tôi với anh bốn người vậy đi. Người ta cũng lựa chọn để mà người ta lên đó người ta thi, người ta đi cho đẹp cái tướng tá để lựa chọn. Em thấy như anh là cũng người mẫu, mang đôi dép tổ ong màu xanh là thấy giống người mẫu rồi đó. Đôi dép đôi dép này với cái style này là ai chọn cho anh á? Hả? Cái đôi dép với cái quần này nè, tôi là người mẫu đi giống vậy, bận đồ giống vậy không? Cũng như người mẫu người ta ở chợ người ta mua đồ người ta đi. Còn anh? Mình cũng vậy, mình cũng như thế như người ta. Anh có xứng đáng được làm người mẫu không? Dạ, người mẫu thì rất là đẹp. Còn anh? Cái nét đi rất là đẹp. Nhưng mà ai chỉ anh bỏ cái này vô cái quần 10 kiểu này quấn lại vậy? Anh Lý Tiểu Long. Anh Lý Tiểu Long chỉ là sao? Chỉ cái cách bỏ quần vậy rồi đi giống người mẫu. Anh Lý Tiểu Long anh thường anh quýnh là cái đường lối của anh là y gan gì đó. Đâu là anh sao anh soạn lại rồi, soạn anh, lại rồi. Anh Lý Tiểu Long thường anh quýnh lộn với ai là anh quýnh cho công, với ai là anh phải học nó là anh để như vậy đó. Anh để vậy rồi anh quýnh anh thủ sao đâu? Là anh quýnh nó. Chấp tay là sao? Người ta quýnh là sao? Là anh Lý Tiểu Long là anh bỏ quần vô áo gì là ông hay đi quýnh vô công đó. Hay đi quýnh lộn đúng không hả? Anh hay đi quýnh vô công. Lý Tiểu Long cái bản chất của anh là như vậy. Anh Lý Tiểu Long á. Ảnh sao anh biết ảnh nữa? Dạ biết. Dạ hả? Bị coi tình hình hoài, nhìn cũng như người anh em trong gia đình vậy thôi. anh em với Lý Tiểu Long luôn. Mình biết thì mình để bụng vậy thôi, nhưng mình đâu có dám nói ra ngoài. Ngoài cũng như khác cái dòng họ, mình đâu có dám nói. Nhưng mà mình biết ảnh là mình coi ảnh giống như anh em trong gia đình vậy. Coi như anh em trong gia đình mà điều nó khác cái dòng họ. Là ngày nào cũng coi ảnh hết? Dạ có coi. Có bao giờ nói với anh Lý Tiểu Long ơi em thương anh lắm không? Anh Lý Tiểu Long ảnh viết chữ rất là tài giỏi. Ảnh viết chữ ảnh bằng anh viết chữ bằng cái đậu đũa ăn của mình thôi mà. Đậu đũa ăn anh biết không? Biết. Cái đậu đũa ăn là anh Lý Tiểu Long thường là ảnh hay viết chữ bằng cái búp. Cái búp mà người ta không nói, mà người ta chế lời lợi người ta mới nói là cái chiếc đậu đũa ăn. Ta mới dùng cái từ như vậy á. Họ dùng cái từ đó là hay hơn đúng không? Dạ. Nhưng mà tài nữa. Nhưng mà anh là anh em với Lý Tiểu Long thì anh có võ công giống như Lý Tiểu Long không? Cái đường lối của anh Lý Tiểu Long là cũng như ảnh, cái nghề của ảnh là cũng như cái dạng như ảnh cũng như dạng ảnh cũng như tài giỏi. Còn mình ảnh tài giỏi mà điều cũng cái trời ban cho ảnh viết chữ bằng cái chiếc đồ đũa ăn, mà ảnh viết chữ rất là tài giỏi bằng đồ đũa chiếc đũa ăn. Viết chữ tàu mình viết theo ảnh viết không được. Là ảnh bị ảnh có cái quà tay. Quà tay ảnh viết chữ rất là khéo. Vậy là ảnh mới viết ra thơ ảnh mới quýnh được. Viết ra thơ quýnh luôn. Dạ. Ra vậy. Bị ảnh viết là ảnh biết cái sự học hỏi của ảnh, ảnh viết chữ ảnh mới viết ra ngoài, ảnh mới học được theo mấy cái tài phép của ảnh, ảnh mới quýnh ra ngoài, ảnh quýnh mới cho mình coi được. Anh có múa được giống như ảnh không? Ảnh viết chữ bằng đũa ăn. Biết rồi, nhưng mà anh có quánh võ được, võ công giống như ảnh được không? Cũng thủ được thôi. Đâu, thủ rồi. Thủ giống anh Lý Tiểu Long luôn nha. Anh Lý Tiểu Long là thường là quánh là tay chân anh để như vậy. Đâu, để sao? Sao, múa dài lộ coi. Là tay chân anh để như vậy. Khi nào mà đụng để đối thủ rồi đằng xa chạy lại thì cũng... Anh Lý Tiểu Long như vậy. Cái mà đối phương áp sát thì cũng như đó, Phương chạy lại thì anh đụ mà anh mới dùng cái giò anh mới chổi ai vậy. Giò căng anh chổi rồi. Như là cái kiểu như là anh quýnh là cái này là anh biết cái dùng cái từ gì không? Từ gì? Dùng như là từ giò cộp. Giò cộp. Chạy lại với hữu chạy lại là anh chổi ai vậy. Giò cộp
là lộ quýnh là tay chân đất. Trời ơi, có gặp là không đừng gọi hắn như vậy. Tay chân lộ hủ lần sau hắn cứ chổi lên gì. Trời ơi, Giỡn cọp. Mất mất người quá. Kêu bằng là anh Lý Long, kêu bằng là giỡn cọp. Ngoài cái vỏ cọp còn cái vỏ gì nữa không anh? Lý Tiểu Long ở ngoài vô cờ còn vô gì nữa không? Anh Lý Tiểu Long anh quấn vô cờ mà lại anh quấn là vô cờ đi vô mèo. Trời, vô mèo sao mà? Vô mèo là ông kêu. Là bắt đầu là ảnh đụ vào hú đồ lại là vô cái vàng nó hủ lại là ông vào hú. Kêu sao ông kêu sao? Kêu mèo là anh vào á. Mèo là vào luôn đấy. Ờ, quấn vô vào nếu mà nó hủ lại là ông vào đụ mà có khoảng là một đường khoảng 5 ngón, 5 ngón tay là kéo dài xuống từ cấp dưới vô mình rất là đau. Anh quýnh vỏ là anh hủ vỏ cái đường rồi anh quýnh là phải như vậy. Đó, ba chân giò cả nó cứ như vậy. Có chuẩn bị. Vỏ cọp với vỏ mèo còn vỏ gì nữa không anh? Thì vỏ cọp với vỏ mèo hai thứ đó à. Người ta phải dùng hai cái từ đó thôi chứ không có ba từ được. Ừ. Dở lên hồi mỗi chân không? Dạ. Dở lên hồi mỗi giò không? Mà anh Lý Tiểu Long cái tầm ảnh cao. Ừ. Quýnh ảnh rất là đẹp tay nha. Mà ảnh anh Lý Tiểu Long ảnh rất là đẹp tay mà anh quýnh cái đường vỏ của anh rất là đẹp. Quá hay đẹp nên người ta mới kêu là anh Lý Tiểu Long. Anh làm em mắc cỡ muốn lộn ruột của mình. Lý Tiểu Long anh rất là đẹp tay. Tính ra là anh Tú này là thần tượng của anh Lý Tiểu Long luôn đó. Dạ. Múa cũng giống anh Lý Tiểu Long luôn trời. Dạ, dạ giống. Giống không, anh múa là anh kêu vô mèo anh kêu sao kêu lại? Anh kêu mèo. Cô giỏi cọp. Giỏi cọp là ông kêu mèo là cái kiểu như ổng quấn cái đường gối ổng là ổng cứ tay chân ổng vào ổng quấn cái đường gì là tất nhiên là ảnh ra cái đường lối anh quýnh là vỏ mèo. Ừ. Vỏ mèo với vỏ cọp là hai cái bàn tay anh xè ra gì anh chi vậy để mà anh vào anh quấu. Là anh quào cho dữ anh quýnh đầu anh quýnh rất là khéo cái đường quýnh rất là đẹp tay anh quýnh cái đường vỏ anh quýnh rất là đẹp. Còn anh dở cái vỏ làm gì anh? Là anh đó hổ chạy lại là anh chổi anh đạp ra. Ồ. Còn cái tay để làm đưa vậy để làm gì quào hả? Là tất nhiên là anh ra dấu như vậy là tất nhiên là dòm mình nhìn cái bàn tay chân ổng là biết ổng quýnh vỏ cọp rồi. Là mình nhìn là mình biết ổng quýnh vỏ cọp rồi. Mình em nãy giờ em cười muốn lộn ruột luôn anh đó. Là mình biết anh quýnh vỏ cọp là cái anh Lý Tiểu Long cái hình ảnh của ảnh rất là đẹp trai. Ảnh bây giờ ảnh còn sống không? Chắc ảnh tôi cũng không biết nữa chứ. Nghe người ta nói ảnh cũng qua đời rồi. Ảnh qua đời. Bị ảnh cũng như quá đẹp trai rồi. Người ta cũng người ta cũng gì? Cũng như người ta đẹp trai rồi. Cũng như người này người nọ quýnh cái mớ cho mình rồi biết là lâu ngày cũng như con người của mình hấm đi hấm. Hấm đặn ha. Nó hấm rồi con người của mình nó sanh tật sanh bệnh ra mà để mà mới có cái sự mà chết chóc được. Là anh bị quánh cái anh qua đời luôn. Không phải, cũng như con người mà cũng như đẹp trai quá đó, đi con quýnh với cái người vỏ đó. Thằng này lợi thiều một cái, nọ lợi thiều một cái, lâu ngày nó cũng phải qua đời được. Có cái mà lâu ngày qua đời luôn. Lâu ngày nó hấm vô mình thì nó cũng phải qua đời. Cũng như cái gì cũng như mình chơi với ai cũng hiểu không? Mình mua chiếc xe mới về, mua chiếc xe của anh Tâm Tạng mới chạy về. Mình chạy vô lòng cái thấy nó thấy cái nó khác màu. Thấy nó lạ màu rồi. Xe cũng vậy mà con người của mình cũng thấy thôi. Con người của mình cũng thấy thôi, dùng từ hay dữ trời. Nó khác màu. Khác màu. Lạ màu nó không chịu. Không biết là cô bác quý anh chị xem cái đoạn clip này có cười lộn ruột không? Bởi vì người ta mới nói là cái câu chuyện nó rất là khó khăn. Đi chơi với bạn bè mà đều nó khó khăn vậy. Người khiêu cái là gì là người khiêu nhẹ cái lý. Như anh Lý Tiểu Long cũng như anh quýnh mà chơi với bạn bè mà anh viết chữ rất là tài giỏi. Anh quýnh là rất là khéo con người, anh quýnh rất là đẹp. Ừ. Nhưng mà có cái người khiêu cái mớ lâu ngày nó hấm thì biết nó phải qua đời. Quá thế. Quá hơi. Thôi muốn cái nữa kết thúc. Chào cô bác bên chị, muốn cái theo vỏ cọp kia. Chào cô chị đi chứ em mất cười quá trời em cầm mát. Múa vỏ mèo đi. Múa vỏ mèo đi anh Tốc. Cái con người mà
hàng một hàng lợi quýnh cái lâu ngày dùng đi dùng lại biết mua chấm biết không biết chấm đúng rồi, cũng như anh là Lý Tử Long đi, ba thằng em là chuẩn bị áp sát anh là anh múa vỗ mèo đi. Đó là anh Lý Tử Long là anh dùng cái hồi đó anh Lý Tử Long anh có mang dép không? Anh Lý Tử Long là anh dùng cái kêu là quýnh vỗ mèo là anh vào gì kêu luôn người ta sợ là con mèo nó bất cứ con mèo nó chạy lại là tất nhiên là anh Lý Tử Long kêu mèo là con mèo nó phải chạy lại mèo chạy lại anh học hỏi theo vỗ mèo, vỗ mèo nó quýnh rất là nhanh lẹ nhanh lẹ là cái đường lối của con mèo nó quào lắm quá anh mới kêu mèo để mèo chạy lại. Dạ mèo chạy lại. Học hỏi theo cái đường lối con mèo. Thôi thôi, chắc kết thúc bình đồng cho em cười hồi em xỉu luôn á. Thẳng thắn cái gì là anh kêu là cũng như là mà con người của mình đi bốn anh em mình coi như là đi cứ như là diễn tả cho giống tự đời giống anh Lý Tử Long vậy thôi. Cho vui hay là để nói thiệt? Này cũng như sự thích của anh Lý Tử Long, anh rất là đẹp trai, anh rất là cao ráo, anh rất đẹp trai mà anh quýnh võ nghệ của anh rất là đẹp. Bây giờ anh thích làm người mẫu hay là làm Lý Tử Long? Anh tôi khoái anh Lý Tử Long. Thích làm người mẫu không? Khoái anh Lý Tử Long, anh quýnh rất là đẹp. Rồi nói chào tạm biệt cô bác của anh chị đi. Tôi thích anh Lý Tử Long quýnh võ nghệ rất là hay. Rồi hôm nay tôi muốn võ theo Lý Tử Long sao đó? Thì đường gói anh quýnh cũng như là mình đến đây để mà mình vừa kể cái câu chuyện anh Lý Tử Long. Hôm nay là mình kể cái câu chuyện anh Lý Tử Long. Anh Lý Tử Long anh có cái qua tay anh viết chữ chữ rất là đẹp. Hôm qua là kể chuyện Tây Du Ký rồi. Bị tôi có nhìn cái bàn tay anh viết chữ rồi tôi biết. Ảnh bàn tay ảnh rất là nhỏ, rất là nhuyễn. Ảnh viết chữ rất là nhuyễn tay. Viết rất là nhuyễn đúng không? Anh viết rất là nhẹ mà rất là nhuyễn tay. Nè cái này là ví dụ cái này là cây bút nè. Rồi viết sao? Anh viết sao? Anh cầm cây bút thử coi. Cũng như là cái này cây bút là anh viết chữ Tây Du Ký, anh viết chữ gì nè nó. Đó, viết chữ tàu. Đó, anh gặp vậy đó. Gặp chứ còn là chữ tàu. Đó là anh mới viết đằng này cái nữa. Đó. Nó gặp ngang vậy đó là cái đường gôi nó quýnh như vậy đó. Anh viết đường gôi nó như vậy nên là anh viết rất là đẹp viết rất là nhuyễn tay không phải như mình. Anh là viết nó không bị không được nhuyễn đúng không? Cái bàn tay mình viết chữ nó hơi chậm, cái bàn tay của anh Lý Tử Long anh viết chữ rất là nhẹ mà rất là nhuyễn như luôn. Bữa nay phát hiện anh Tú có một cái chiêu là thần tượng Lý Tử Long. Hình tượng anh Lý Tử Long quýnh rất là đẹp. Với cái vỗ mèo của anh kêu quá trời kêu. Vỗ mèo, anh má đập. Vỗ mèo anh quýnh rất là, con mèo quýnh vỗ mèo là rất là wow mà nó kêu. Cái đường gô của vỗ mèo quýnh wow rất là hay. Wow đấu gấu rất là hay. Bởi vì anh Lý Tử Long mới học. Mà đặc biệt là tiếng kêu của nó. Tiếng kêu nó kêu mèo là cái con mèo nó tựa đời nó rất là bộ nghệ của nó rất là wow, nó rất là hay hơn cái sự cái con người của mình nó wow rất là mạnh rất là lẹ. Là... mèo nó khôn ngoan dữ dằn lắm bởi vì anh Lý Tử Long anh mới học. Mèo vỗ mèo nó khôn ngoan và rất là võ nghệ nó rất là tài giỏi. Nên ảnh mới học theo cái đường gôi đó. Rồi kêu một cái đi mình kết thúc đoạn clip. Kêu nữa. Mèo. Đó, mèo là vỗ mèo á. Sao anh không đánh vỗ gà mà anh đánh vỗ mèo? Bị con mèo nó rất là khôn ngoan. Ảnh Lý Tử Long ảnh cũng tuy rằng ảnh con người cũng không có hiểu biết gì cho mấy. Nhưng mà có cái ảnh học đi học hiểu biết gì thôi. Chứ ảnh cũng là... không hiểu biết gì ạ. Là con mèo nó quýnh cái vỏ nghệ của nó rất là khôn ngoan bởi vì anh Lý Tử Long anh mới học cái đường gôi vỏ đó. Tại gần anh không nói mà nhưng mà mình độ lượng con người cái bản chất của anh mình biết, mình coi cái hình tượng của anh là mình biết chứ cần gì phải nói. Anh bị khiều người khiều một cái là qua đời luôn. Bị con mèo nó rất là khôn ngoan, con người của mình, con mèo nhất là loài mèo hoặc là loài cọp, mấy cái loài hú nó rất là đúng, khôn ngoan hơn các loại. Bởi vì anh Lý Tử Long anh mới học được.
Thôi thì bây giờ chắc có lẽ là qua đoạn video clip này á, thì các anh em á, cũng muốn chia sẻ cho về những cái câu chuyện vui vui cùng với anh Tú trong những ngày cắt nhà như thế này. Nhưng mà ngày hôm nay thì được anh Tú chia sẻ thần tượng Lý Tiểu Long, tự nhiên cái mắt cười lộn ruột luôn. Trong quá trình cười các anh em sẽ rung lắc cái máy, cô bác anh chị cũng có thể thông cảm. Và thứ hai, cười ở đây là cười vui chứ không phải là cười chế nhạo hay là như thế nào. Cười một sự đồng cảm đối với anh Tú, một người rất là lạc quan. Mà những ngày mà cô bác anh chị lao động mệt nhọc đó, thì khi mà nghe anh Tú kể chuyện thì cũng phải gọi là đủ mắt cười, đủ vui vẻ và đủ độ hài hước. Và cũng mong rằng là tất cả cô bác anh chị thông cảm bỏ qua khi mà cái tiếng cười của anh em nó cũng khá là lớn. Đúng thật rồi. Ra là khi mà chắc sau đoạn clip này là chắc bị đau bụng luôn á, tại cười mà gió vô đau bụng, anh làm tụi em mắc cười quá anh Tú rồi. Dạ. Anh thằng tượng Lý Tiểu Long làm mắc cười quá à. Nói lời nào với Lý Tiểu Long đi rồi mình kết thúc đoạn clip. Dạ anh cảm ơn anh Lý Tiểu Long đã tiền thiết lợi cho em. Tiền thiết lợi cho em. Dạ. Cái gì? Tiền thiết lợi cho em là cũng được giống tay lai gan anh Lý Tiểu Long. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Dạ cảm ơn anh Mạnh Thường Quân. Cô bác anh chị gì đó đã giới thiệu cho em biết anh Lý Tiểu Long. Anh tự biết mà, anh Lý Tiểu Long là anh em của anh mà. Rồi thôi bye bye ha. Ổng là nằm cái dạng giai giới như anh tôi gì hả, anh Lý Tiểu Long á, tại vì cũng như từ cũng đã sắp đặt cũng đã ban cái gì đâu. Ổng nằm cái giai giới cũng như anh mình. Lý Tiểu Long á, không biết từ ổng đã ban cho mình biết mà, nhưng mà mình cái khoảng cách suy nghĩ của mình hiểu ra được tới cái bản chất sống tới cái mức này. Mình mới hiểu ra được là anh Lý Tiểu Long là ảnh là như dạng giai giới ông anh. Mà ngày ảnh bị ta khều rồi ảnh chết luôn, anh có buồn không? Dạ ổng như cái giai giới của ổng anh tôi biết rồi, nhưng mà ảnh qua đời đó. Ngày ảnh bị ta khều biết ảnh thấm cái anh qua đời luôn là anh có buồn không? Là cái kiểu như cái con người mà đi học võ nghệ này đó, là cái kiểu như người ta cũng ảnh viết chữ đầu tay chân, ảnh rất là nhuyễn mà ảnh rất là khéo tay. Mà giữa chỗ cái tôi muốn nói là cũng như là đi vô cái sân khấu quýnh đi. Đi vô cái sân khấu quýnh mà người ta thằng này bữa nay thằng này quýnh cái mơ thằng kia khiều cái khiều qua khiều lại thì ghét cũng lâu ngày thì ghét cũng hấm trong mình bệnh hoạn nó tranh ra ghét cũng phải chết. bye 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 theo dõi mèo bye bye anh Lý Tiểu Long rồi.